chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về luật pháp ở Canada và tin nóng từ tòa án Canada thưa quý vị. Thì uh, trong thời gian qua cũng đã có nhiều khán thính giả gửi đến cho chương trình uh, chúng tôi những câu hỏi như là ở Canada ở Mỹ những uh, bị cáo bị can bị thua ở tòa án rồi có thể uh, giật tiền án phí, giật tiền luật sư rồi thậm chí là chỉ trả một đồng mà mỗi tháng có hay không như thế nào đó có nghĩa là các bị cáo bị can thà hồ buôn ăn giật giật tiền giật bạc của các nguyên đơn và coi như tòa án không thể làm gì được vân vân đưa vị nhưng xin thừa đó là trí tưởng tượng của một bầy kền kền ngu thưa quý vị À, chẳng có cái luật nào như thế Thì à, trở lại với một cái à, vụ kiện đang nổi tiếng Đó là vụ kiện à, trục cống hay vụ kiện à, phân đóng thưa quý vị Thì à, trên màn hình quý vị thấy là đây là một cái bản à, kiểm tra chéo Bởi à, luật sư Roger McConchie ở dòng thứ hai thì chúng ta thấy là có một câu hỏi hỏi bị càng là vào ngày 5 tây tháng 7 2022 à, có phải là ông đã chuyển tài sản cho vợ của ông hay không thưa quý vị thì ở dòng số 4 câu trả lời là à, uh, yeah, tôi đã chuyển phần của tôi về tài sản cho vợ của tôi. Và đó là vào tháng 7 nhưng à, tôi à, không nhớ rõ chính xác ngày thừa quý vị. Thì à, đó là câu chuyện à, ở tòa án khi mà đối tượng hay là bị can Si đồng à, đã coi như tẩu tán tài sản trong cái lúc à, sắp sửa bị à, xét xử và có thể bị à, thua kiện thừa quý vị thì luật pháp ở Hoa Kỳ và luật pháp ở Canada đặc biệt là hôm nay chúng tôi nói về luật pháp Canada đặc biệt là về luật FCA thưa quý vị thì đây là một đạo luật ra đời năm 1996 và có thể được tù chính vài lần cho tới tù chính mới nhất là 2023 thì đạo luật này cho phép tòa án tuyên bố những giao dịch À, chuyển nhượng tài sản sau cái ngày mà bị đâm đơn khởi kiện là những giao dịch gian lận và bị vô hiệu thưa quý vị Tức là quý vị nào muốn chuyển giao tài sản, chuyển giao nhà cửa, đất đai Thì phải chuyển trước cái ngày mà bị khởi kiện thưa quý vị Thì mới có hiệu lực còn sau khi mà bị ai đó hay là một công ty nào đó hay một tổ chức nào đó đâm đơn thưa ra tòa thì những giao dịch mà chạy tài sản hay là tẩu tán tài sản đều là những giao dịch gian lận và vô hiệu thưa quý vị đây là một cái đạo luật đặc biệt để nhằm ngăn chặn những bị can những bị cáo tìm cách tẩu tán tài sản một cách thô thiển ký tờ giấy lộn rồi nói rằng à, tôi đã chuyển giao hết tài sản cho ông a bà b cho vợ cho con rồi bây giờ là tôi trở thành homeless vô gia cư rồi tôi nghe rằng là tôi cười tôi cười cợt trên pháp luật của Canada tôi cười cợt trên pháp luật của Hoa Kỳ tôi cười cợt à, coi như tôi nghe rằng tôi không đền cho ai cả tôi tha hộ làm mưa làm gió muốn chửi ai bu không bu cao bịa đặt à, coi như pháp luật không làm được gì tội cả nhưng xin thưa đó là ảo tưởng ngu đần của những kẻ ngu đần bị bợm à, ở trong cộng đồng à, người Việt à, hải ngoại thưa quý vị ngay cả luật ở Việt Nam chúng tôi cũng đã có thấy là tòa án cũng đã tuyên bố những cái giao dịch à, gian lận là những giao dịch vô hiệu giống như là trong vụ án trương mỹ lan khi mà trương mỹ lan cùng với cô cháu đã có hàng ngàn giao dịch chuyển nhượng tài sản rồi tẩu tán tài sản này nọ thì đã bị tuyên bố trước tòa là những giao dịch gian lận và vô hiệu do đó nhà nước và tòa án việt nam toàn quyền có thể thu hồi lại bất cứ tài sản nào liên quan tới vụ vạn thịnh phát thưa quý vị à, nói chung là đó là thực tế ở tòa án và thực tế ở trên các quốc gia còn ở trên cộng đồng mạng thì là toàn là những tin tức giả những luật giả những uh, tay giả gọi là nick ba nick ảo ăn giang nói dối nói bừa nói bãi không căn cứ vào luật pháp nào cả thưa quý vị thì đây là một cái điều mà luật pháp các nước dùng để răng đe những bị cáo những bị can tìm cách gian lận qua mặt nhà nước qua mặt tòa án nhưng mà trên thực tế không hề dễ dàng thưa quý vị vì như đã nói là tất cả những giao dịch đều phải trước ngày bị đâm đơn kiện còn nếu mà sau ngày đâm đơn kiện thì bị coi là giao dịch uh, gian lận thưa quý vị và đã gian lận thì là vô hiệu tức là không công nhận việc mà ông chồng uh, tẩu tán tài sản uh, chuyển sang cho cô vợ vân vân đó là những cái mánh khóe mà rất là ngu xuẩn và thô Thiển nếu muốn làm cho tới nơi thì thậm chí là còn phải uh, ly dị nữa chứ không có đơn giản là tự nhiên ông chồng uh, lấy tờ giấy lộn chuyển vào tài sản với chữ ký rồi coi như trở thành vô gia cư điều đó thực tế là một thủ đoạn lừa đảo lừa gạt tòa án và đương nhiên tòa án họ có toàn quyền để mà xử đẹp những cái tay coi như bất chấp pháp luật không tuân thủ pháp luật đất nước nào cũng có luật chơi luật pháp của nước đó thưa quý vậy và như quý vị thấy trên màn hình, đây là đạo luật rất đặc biệt để ngăn chặn việc giao dịch gian lận. Đạo luật đó gọi là FCA, thưa quý vị. Còn gọi là Fraudulent Conveyances Act. Và một tin vui đã đến từ Tòa án Canada, Tòa án Supreme Court của British Columbia ngày 24 tháng 5, 2024. À, công ty i Buy beauty LLC hay còn gọi là Fastboy Marketing và ông Vương Phạm à, đứng đơn kiện Hana Na Phạm người có tên là Ngọc Hân Thị Phạm cùng với à, Xí Phun Đông hay còn gọi là Phân đóng thưa quý vị thì à, đây là những bị can bị Càng trong cái vụ Phỉ bán Rồi dựng chuyện Về công ty Fastboy Marketing Về ông Vương Phạm Và đã bị xử thua thưa quý vị Có thể nói là Bị xử thua vào ngày 14 tháng 5 vừa qua Sơ khởi thì Bị phạt lên tới 350.000 đô la Canada Nhưng sẽ còn những cái bản án đưa ra về vấn đề tòa án phí, luật sư phí của bên ông Vương Phạm vân vân thưa quý vị. và còn số đó chúng tôi nghĩ rằng cũng không dưới 250.000 đô la Canada nữa thưa quý vị. Thì trên màn hình đây là hồ sơ tòa án mới vừa được luật sư Roger M con à, nộp vào và như quý vị thấy là dựa vào hai đạo luật một là fca fraudulent conveyance act và một đạo luật uh, cũng uh, liên quan tới việc uh, cấm chuyển nhượng đất đai đó là fraudulent preference act thưa quý vị ngoài ra dựa theo hai đạo luật khác nữa là court order enforcement act và land title để ngăn chặn những cái việc Mà tẩu tán đất đai Tẩu tán tài sản Tẩu tán địa ốc Vân vân thưa quý vị Thì hồ sơ tòa án thì Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Việc di trú Vũ Nguyễn Và như quý vị thấy trên màn hình Việc Bên phía Vương Phạm Tiếp tục kiện Đồng Phạm Hana Phạm hay Ngọc hành, à, Phạm thưa quý vị à, nói chung là bên phía Vương Phạm à, muốn tòa án phải thi hành án đối với những tài sản của sĩ Phung Đông và tài sản của Hana Phạm để mà trả cho toàn bộ chi phí bồi thường vân vân thưa quý vị còn số này thì à, sắp xỉ trên à, 350.000 đô la Canada thì một đô la Canada khoảng 0.73 đô la Mỹ thưa quý vị à, số tiền khán giả hỏi là 350.000 đô la Canada thì tương đương với khoảng 278.000 đô la Mỹ để cho quý vị có thể mường tượng được một đô la Canada bằng 0.73 đô la Mỹ thưa quý vị. Rồi quý vị thấy trên màn hình liệt kê ra những cái phần bên phía Vương Phạm Thắng, chẳng hạn như từ thẩm phán Riley chẳng hạn như vậy. Rồi cuối cùng thì đến thẩm phán Army Francis, bà đã tuyên bố và xử uh, cho bên phía Vương Phạm uh, thắng 350.000 đô la Canada thì uh, xin chúc mừng uh, cho công ty uh, i by beauty fast boy và Vương Phạm thưa quý vị rồi uh, tiếp theo thì uh, bên phía uh, Vương Phạm đâm đơn kiện đồng phạm của Si Phung Đồng thưa quý vị và quý vị thấy là có liệt kê ra nhiều cái khoản bồi thường như ở khoản thứ 33, số tiền trên 350.000 đô la Canada vân vân thưa quý vị. Rồi liệt kê từng phần một để mà ngăn chặn cái việc tẩu tán tài sản của si phung đông hay phân đông thưa quý vị để mà thi hành án. Nói chung luật pháp nước nào cũng vậy Khi thua kiện Thì người ta Sẽ tiến hành Sai áp Coi như Đem tài sản ra Để mà đấu giá Thu hồi án Thưa quý vị Bán lấy tiền Chẳng hạn như tài sản khoảng 850.000 đô la Thì họ có thể đem đi đấu giá Trong cái giá chỉ khoảng Có 400.000 đô la chẳng hạn như vậy tại vì bán nhanh bán gấp rồi từ đó có được một số tiền rồi số tiền đó thì sẽ phải tịch thu để trả án phí tòa án phí luật sư phí xin nhắc lại là tòa án phí ở các nước tư bản không hề rẻ và cũng không phải là nơi để mà các vị trong cộng đồng người gốc Việt dẫn chơi, đùa giỡn, thích thì đem nhau ra tòa rồi quý vị. Tòa án cần phải có chi phí rất lớn để mà nuôi bộ máy thẩm phán, tránh án, tòa án vân vân của ngành thư pháp. Quý vị tưởng tượng mất hơn 2 năm trời để coi hồ sơ, coi bằng video, coi cãi qua cãi lại mà tòa án không lấy được bột xu thì tòa án chắc chắn là sập tiệm trước tiên hay phá sản. Tuy nhiên tòa án là nơi mà thẩm quyền cao nhất kể cả quyền bắt, nhốt, giữ, đeo vô tù. Cho nên không chạy được một đồng án, qua mặt được một đồng án phí nào cả thưa quý vị. Nói chung là nghe nơi tòa án là người dân địa phương hay dân bản địa đều rùng mình chỉ có những thành phần ức ở Việt Nam mới qua năm 10 năm không hiểu luật cho nên cứ vi phạm và vi phạm thì tòa án rất là bần thưa quý vị xin nói thẳng là quan thấy kiện như kiến thấy mở thấy Việt Nam thưa nhau tòa án rất thích vì những vụ kiện như thế thì sẽ lấy được tài sản của những chú mít gốc Việt hay người gốc Việt một cách dễ dàng thưa quý Tại vì hầu hết khi mà có án lệnh trục xuất, tống xuất rồi tịch thu tài sản thì chẳng có ông gốc Việt, bà gốc Việt nào dám tự thiêu, tự sát hay là quyết chiến dân hoàng quyết bảo vệ tài sản tới cùng, tự thiêu để phản đối bản an vân vân mà 100%, một trăm phần trăm một ngàn phần ngàn là các ông bà bị gọi là bị cáo hay bị can đều phải chấp hành án còn có những nguồn tin nói xạo nói rằng là cứ vờ vịt không chấp hành tòa án thì cũng chả làm gì được đó là thông tin sai lệch quý vị luật pháp ở Hoa Kỳ nếu mà tới ngày tòa án bắt đập phạt không nộp thì bị đưa vào danh sách bị truy tìm, à, truy nã. Mà nếu bắt được thì sự lần đầu tiên 60 ngày tù thưa quý vị. Coi như nhốt sơ khởi là 60 ngày tù. Sau đó thả ra nếu mà không chấp hành à, nộp phạt, nộp án phí thì tiếp tục truy nã, truy lùng, bắt giữ lần hai và lần 2 này thì tội càng nặng hơn so với lần 1 được quyền gấp 4 lần cho tới 10 lần thưa quý vị nói chung là khủng khiếp như thế cho nên xin quý vị đừng bao giờ đùa giỡn nghĩ rằng tòa án là nơi mà tha hồ vào đấy nộp đơn rồi nói xạo nói láo dựng chuyện bịa đặt người này người kia thưa quý vị như quý vị thấy kể cả ông Donald Trump